Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mạnh Thiên Sở nói câu này là phát ra từ chân tâm. Án này không những quan hệ đến 50 lượng bạc hay nhiều hơn nữa, mà là nếu làm tốt có thể khuếch đại ảnh hưởng của hắn. Dù gì thì hắn cũng một khiếu không thông đối với tứ thư Ngô Kinh, đi thi nhờ khoa cử làm quan là không được rồi, hay là vẫn lợi dụng bản lãnh phá án mà kiếm tiền, làm sao sinh hoạt sung túc là được. Đương nhiên nếu cơ duyên xảo hợp có thể làm quan thì cũng không chối từ. Nếu thế thì đa tạ trước vậy. Kha Chi Phủ cung tay nói. Thế hôm nay mọi người đều bận rộn điều tra phỏng vấn mà không làm ảnh hưởng là không được, hay là chờ tăng sự xong xuôi rồi hãng hay? Ngày chọn để hạ táng là ngày hôm sau, cho nên Hạ Thiên Sở quyết định ngay ngày hôm sau rồi tiến hành điều tra. Chuyện cần điều tra trước là hoa thuyền Ấn Nguyệt ở Hồ Tây mà Kha Chủ thường đến. Mạnh Thiên Sở cho Mộ Dung Huynh Tuyết trực tiếp về nhà, còn hắn thì ôm 50 lượng bạc cùng Thái Chi Huyện ngồi kiệu trở về huyện Nha, huyện Nhân Hòa. Khi Mạnh Thiên Sở đặt dương bạc lên bàn, Phi Yến mừng đến mắt sáng rực lên. Hạ Phượng Nghi cũng vui cho hắn liền nói: Phu quân, xem ra cho dù không có Tây Tử Tiểu Lâu, tiền chàng kiếm được cũng quá dễ dàng. Mạnh Thiên Sở đắc ý dưng dưng nói: Cái đó đương nhiên, ta trước đây đã nói qua, các nàng coi ta là rơm là cỏ, người khác coi ta là bảo bối, những kẻ coi ta là bảo bối không nhất định là nữ nhân đâu. Hiện giờ không phải là vậy rồi sao? Ha ha, nghĩ thế nào, hối hận giờ phải không? Hạ Phượng Nghi điềm đạm cười: Chàng có thể kiếm tiền là một chuyện tốt rồi, sau này ta có rời đi cũng yên tâm. Mạnh Thiên Sở phảng phất như bị đánh một cây côn vào đầu, sự vui vẻ tràn đầy bỗng chốc bay mất ra ngoài 9 tầng mây. Sầm xì nhìn Phi Yến, lại nhìn Hạ Phượng Nghi, đột nhiên nói: Hiện giờ còn sớm, ta muốn đi Tây Hồ ngồi hoa thuyền uống rượu, các nàng đi cùng ta vậy. Lời nói không cho phép sự thương lượng, sắc mặt Hạ Phượng Nghi biến ngay, hạ giọng nói: Phu quân, chơi hoa thuyền mang theo tiền thiếp chỉ sợ không tốt đâu. Mạnh Thiên Sở không phát giác sắc mặt Hạ Phượng Nghi đã biến, vẫn ngửa cổ bảo: Có gì mà không tốt chứ, dù gì hai chúng ta là vợ chồng giá, không tồn tại vấn đề ghen tuông. Hơn nữa trước đó đã nói kỹ rồi, sau này khi chúng ta ở chung một chỗ, mọi chuyện đều do ta làm chủ, sao hả, muốn hối hận rồi sao? Phi Yến cắn môi lý nhí nói: Thiếu gia, nô tỳ đi với thiếu gia thôi, mợ chủ cực nhọc cả ngày mệt rồi, nên ở nhà nghỉ sớm cho khỏe. Mạnh Thiên Sở không để ý gì đến Phi Yến, vẫn như cũ nhìn Hạ Phượng Nghi, khóe miệng ẩn hiện nụ cười khoái chí. Góc mắt của Hạ Phượng Nghi nhếch lên một chút nhìn hắn, thần tình hơi lãnh đạm khẽ nói: Được, tiện thiếp cùng phu quân đi chơi hoa thuyền vậy. Mạnh Thiên Sở vừa rồi nghe Hạ Phượng Nghi lại đề cập đến chuyện rời xa, hắn cảm thấy không cần thiết phải lưu giữ Hạ Phượng Nghi làm gì, chỉ là một cô gái đẹp muốn chia tay thôi mà. Điều này đối với sự tự tôn của hắn là một sự đả kích rất lớn. Trong lúc bực mình, hắn thực ra chẳng nghĩ gì, buột miệng yêu cầu nàng ta đi theo hắn chơi hoa thuyền với ý muốn làm khó nàng. Không ngờ Hạ Phượng Nghi lại đồng ý. Lúc này Mạnh Thiên Sở mới phát hiện sắc mặt của Hạ Phượng Nghi không ổn. Bấy giờ mới nhớ bản thân chính là thế thân Mạnh Thiên Sở trước kia, một kẻ cờ bạc rượu chè, chơi gái không thiếu món nào, và cũng chính vì như thế mới bị Hạ Phượng Nghi chẳng coi ra gì. Nghĩ đến đó, Mạnh Thiên Sở vốn định giải thích kỳ thực bản thân phải đi hoa thuyền để tra án, nhưng nhìn thấy thần tình lạnh nhạt của Hạ Phượng Nghi và nụ cười khinh khỉnh trào phúng, lòng hắn chợt dậy lên một cỗ ngạo khí không gì áp chế. Hắn thầm nghĩ, dù gì lão tử có ra sao đi nữa, nửa năm sau cô cũng đi kia mà, lão tử có tìm hay không tìm nữ nhân khác cũng đâu có ảnh hưởng gì, hà tất phải giải thích làm chi. Hơn nữa cổ đại chẳng phải là chú trọng tam tòng tứ đức hay sao? Lão bà mà có trượng phu ra ngoài tìm hoa vấn liễu, căn bản không dám nói hai lời, ngoại trừ cực ít nàng là sư tử Hà Đông. Lão tử trước sợ sói sau sợ cọp, thật chẳng có khí khái lam tử chút nào. Hắn hừ lạnh nói: Nàng và Phi Yến cải trang lam trang cùng ta ra ngoài, cùng ta đi hoa thuyền tìm cô nương nào. Hạ Phượng Nghi chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu dẫn Phi Yến trở về phòng ngủ thay đồ cải lam trang. Trước đây ở kinh thành, Hạ Phượng Nghi mỗi khi buồn chán thường ra ngoài đi chơi, nhưng đại gia khuê tú đương nhiên không thể đi loạn khắp nơi, cho nên đặc biệt chế tạo vài bộ đồ nam trang, cùng Phi Yến nữ phấn nam trang lén ra ngoài đường chơi. Lần này đến Hàng Châu, hai nàng đều đem theo đồ đạc, cũng thuận tiện mang đồ đã chế.
Do không phải lần đầu nữ phấn nam trang nên thành thạo vô cùng, nhanh chóng đã thay đổi xong. Mạnh Thiên Sở vừa rồi chỉ tùy tiện nói là đi hoa thuyền uống rượu, nhưng khi nó đến rượu thì đã khiến con sâu rượu trong người hắn trỗi dậy, lập tức muốn uống vài chung. Chỉ có điều Hà Phượng Nghi và Phi Yến đều không sành uống rượu. Theo hai cô gái đi hoa thuyền dù sao cũng không tận hứng, hay là đi tìm một người đi cùng. Kẻ thích hợp nhất đương nhiên là Lý Nhớ Hàn, mới vừa quen biết hôm nay, cũng có thể mượn cớ thám tính tình hình của hắn. Chỉ có điều Lý Nhớ Hàn đang ở nhà Kha Chi Phủ lo chuyện tăng gia, khẳng định là không thể đến. Nghĩ đến chuyện hôm nay, Mạnh Thiên Sở lập tức nghĩ đến người thích hợp hơn, bộ đầu Phương Dịch. Đúng rồi, gọi ông ta. Còn tiểu bộ khoái Tống Tưởng Vũ thì thôi vậy, hắn còn quá nhỏ, không thể để bọn nhóc hư người được. Mạnh Thiên Sở nhờ bà các cổng Hàn Mụ đi gọi Vương Bộ Đầu lại nói chuyện riêng một hồi. Vương Bộ Đầu là người thô lỗ, cũng là kẻ hám rượu, giờ được sư gia mời đi chơi hoa thuyền, đương nhiên đáp ứng ngay lập tức, cười muốn tuét cả miệng ra, vội chạy trở về phòng trực thay đồ thường. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến phân ra ngồi hai kiệu, Vương Bộ Đầu đi bên cạnh. Lão Hà Đầu đang tọa trấn ở Tây Tử Tiểu Lâu làm ăn chưa về, mọi người đạp bước trên con đường dài đá của Hàng Châu tiến về cạnh Tây Hồ. Bốn người đến nơi, gió chiều nhẹ thổi phất qua mặt giống như là sa mỏng phớt qua. Hàng Châu là địa phương mà văn nhân mặc khách, tài tử gia nhân tụ tập. Không những nơi này đẹp mà đại khái còn là vì nơi này có Thanh Lưu nổi danh khắp toàn quốc. Trời sụp tối, lúc này trên Tây Hồ thuyền hoa qua lại náo nhiệt phi thường. Nơi nào cũng có tiếng cười như chuông bạc của nữ tử trẻ tuổi. Đôi mắt nhìn qua quả là tiếng buôn áo, quần đủ sắc. Trời sụp tối, lúc này trên Tây Hồ thuyền hoa qua lại náo nhiệt phi thường. Nơi nào cũng có tiếng cười như chuông bạc của nữ tử trẻ tuổi. Đôi mắt nhìn qua quả là có tiếng buôn áo, quần đủ màu sắc. Không ai không biết Hàng Châu sinh. Mạnh Thiên Sở tùy tiện tìm một người hỏi, liền biết thuyền hoa lớn nhất bên hồ chính là Ấn Nguyệt. Căn cứ chỉ dẫn, bọn họ tìm đến bên cạnh Ấn Nguyệt, hoa thuyền đang đậu cạnh bờ. Thuyền này quả nhiên khí thế phi phàm, có 3 tầng lầu, có phòng nhạc rộng như sân bóng rổ, trang sức hào hoa không kém gì nhà hàng nổi thời hiện đại. Đi qua lại không ngừng trên thuyền là các cặp nam nữ tánh tình mắng nghiêu. Một lão thái bà ăn mặc như yêu tinh đứng ở sàn thuyền chào mời khách, nhất định là tú bà của hoa thuyền này. Tú bà thấy bốn người Mạnh Thiên Sở bước tới, dù sao cũng là kẻ sành đời, vừa nhìn là biết các vị đây không phải là người thường. Đặc biệt là Mạnh Thiên Sở ăn mặc với nam nhân khác không khác biệt gì, nhưng vừa nhìn thì đã biết là chủ. Tú bà bước tới đón. Ây da, xin chào các vị quan nhân, xem ra mặt rất lạ, nhất định là mới tới Ấn Nguyệt của chúng tôi phải không? Nói xong bước tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, chiếc khăn von trong tay phất một cái, Mạnh Thiên Sở lập tức ngửi thấy mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. Tây Hồ rất lớn, Hàng Châu càng lớn hơn, lúc này đã có hơn 100,000 nhân khẩu. Mạnh Thiên Sở tuy đã có chút danh tiếng, nhưng chỉ là trong phạm vi nha môn, bên ngoài rất ít người biết. Sau khi hắn tiếp quản Tây Tử Tiểu Lâu thì do đây chỉ là quán rượu nhỏ bên Tây Hồ, hơn nữa hắn rất ít khi có mặt ở quán, tự nhiên không có mấy người nhận thức được. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, quẳng cho Thu Bà một ít bạc vụn rồi nói. Đúng vậy, nghe nói hoa thuyền ở Tây Hồ vô cùng có danh, đặc biệt đến xem thử. Tú bà có bạc, mặt liền cười tươi như hoa. Vậy ngài tìm đúng chỗ rồi, trên Tây Hồ này hoa thuyền Ấn Nguyệt của lão thân đây nếu xứng số 2 thì không có thuyền nào dám xứng số 1 cả. Xin hỏi quý tính của hai vị đại gia. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt liền giới thiệu họ của mọi người. Tú bà vội vã cười toét miệng chào. Ai dô, thì ra là Mạnh đại gia, Vương đại gia, Hà đại gia và Phi đại gia. Họ của Phi đại gia này quả là hiếm nghe. Phi Yến trừng mắt nhìn mụ, chán ghét xì miệng, ngoảnh đầu qua một bên. Tú bà này mặt rất dày, miệng càng lúc càng cười tươi, mời Mạnh Thiên Sở cùng mọi người lên thuyền. Trên đỉnh của du thuyền có chỗ gọi là xứng tọa, có điểm giống như giạp hát, còn tầng ở giữa thì để ăn uống, tầng dưới cùng thì để ngủ. Tú bà vẫn cười tít mắt, dẫn họ đến một căn phòng trang nhã, ngồi xuống dọn trà và món điểm tâm lên, sau đó mới cười ha ha hỏi Mạnh Thiên Sở. Các vị đại gia, cần loại cô nương như thế nào đây? Có Hạ Phượng Nghi, nữ giả nam trang ngồi một bên, Mạnh Thiên Sở tuy trong lòng cảm thấy rất đỡ tức, thế nhưng không muốn thử thách ý nghĩa của Hạ Phượng Nghi, cũng không tiện trước mặt nàng mà mở miệng gọi cô nương, cho nên ho khan một tiếng nhìn qua Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu hội ý cười nói, các bông hoa còn trẻ, xinh là được rồi. Rượu thịt đồ ngon cứ mang lên. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ cuối cùng quyết định bổ sung thêm một chút,
chỉ cần hai cô gái thôi, phải biết đàn hát ấy, cao nhã một chút, đừng có gọi cái loại động chân động tay. Lời này không phải là giả vờ, mà là muốn tỏ rõ sự nề mặt đối với Hạ Phượng Nghi. Mạnh Kiên Sở, hắn tuy không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng dù sao đi nữa thì bảo hắn chơi bời đùa cợt với gái ngay trước mặt vợ thì ngàn vạn lần hắn không làm được, cho dù người vợ đó chỉ là vợ giả. Tú bà hơi kinh ngạc, nam nhân đi chơi hoa thuyền đều cầu mong sao cho nữ nhân càng đẹp càng dâm càng tốt, làm gì có chỉ có chuyện uống rượu nghe hát còn không cho phép cô nương động chân tay đây. Mụ ta len nén ghé mắt nhìn Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, vốn là kẻ sành đời, đương nhiên vừa chú ý là biết hai kẻ này là nữ giả nam trang. Mụ ta tất thời minh bạch, có thể là hai kẻ này mang nữ tử theo đến đây chơi, nên đáp ứng luôn mà không hỏi nhiều, chuyển thân lui ra. Chẳng mấy chốc sau, mụ quay lại với hai cô nương tuổi 15-16, trong tay ôm đàn tỳ bà, mặc áo quần rất diễm lệ, sắc đẹp thanh tú, không giống với các nữ tử thanh lâu khác, ít đi chút hồ mị và thu tục, nhiều hơn vài phần thanh thuần của thiếu nữ. Đại gia, ngài xem này, tôi ăn chiếu theo ý tứ của ngài, tìm tới hai cô nương, chỉ hầu rượu mà không thị tẩm, mặt mũi xinh đẹp, lại nhanh nhẹn biết chuyện, hát cũng hay, ngài xem có vừa ý hay không. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Tú Bà, nhìn kỹ cô nương do mụ đưa tới. Được, dù gì cũng là ngồi nói chuyện cùng cho vui, ta xem cũng được, lưu lại đi. Mụ Tú Bà đó lập tức mừng như lên mây. Ai dô, đại gia thật sảng khoái, vậy lưu lại đây đi. Lúc này rượu thịt đã mang lên bày đầy bàn, đều là những món nhắm rất tinh tế. Hai cô nương mới đến cũng biết nghe lời, một cô ngồi cạnh Vương Bộ Đầu, cô còn lại định ngồi kế Mạnh Thiên Sở. Hắn vốn cho nàng ta qua ngồi bên kia, nhưng liếc mắt thấy Hạ Phượng Nghi đang cười lạnh chế giễu, tức thời trong đầu chợt dậy lên cơn nóng giận vô danh, cười ha hả kéo cô nương đó ngồi xuống cạnh bên mình. Cô nương rót rượu cho Mạnh Thiên Sở và mọi người. Mạnh Thiên Sở cũng không nhìn Hạ Phượng Nghi, cầm chung rượu lên nói: Nào, chúng ta lên thuyền hoa tìm vui, đừng có giả đò giở trò gì hết, uống đi. Nói xong ngửa cổ uống cạn. Lời của Mạnh Thiên Sở rất hợp với ý của Vương Bộ Đầu, nên ông ta cũng cạn chung ngay. Phi Yến cầm chung rượu lên, thấy Hạ Phượng Nghi không động, hạ giọng nói: Chúng ta không uống thôi. Hạ Phượng Nghi mặt không biểu tình, cầm chung rượu lên nhấp một chút. Phi Yến thì uống cạn chung. Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt của Hạ Phượng Nghi càng có cảm giác như bị làm nhục, hừ lạnh một tiếng, quay qua đưa tay vuốt nhẹ má của cô gái nhỏ, cười hi hí rất dâm tặc hỏi: Tiểu cô nương biết hát không? Cô gái đó mới 15-16 tuổi, bị cú sờ này của Mạnh Thiên Sở lập tức hai má ửng hồng, né qua một bên đáp: Biết, đại gia muốn nghe khúc gì ạ? Hát một khúc Thập Bát Mô đi. Đây là tựa khúc hát hắn đọc từ trong truyện Lộc Đình Ký của Kim Đại Hiệp, biết là một tiểu khúc dâm uế, nhưng thực sự thế nào thì chưa từng nghe qua. Nữ tử đó nghe thế, sắc mặt liền biến hẳn, thân hình hơi run, đàn tỳ bà trong tay suýt rơi xuống đất, run rẩy nói: Đại gia muốn nghe khúc đó, thiếp thân không biết đàn tấu, xin dung cho thiếp thân đi báo má má, đổi một vị tỷ tỷ khác biết đàn hát khúc đấy cho đại gia nghe, được không? Ta muốn cô hát, không biết thì ta dạy cho cô. Mắt của Mạnh Thiên Sở nheo lại thành đường hẹp tí, làm ra vẻ vô cùng dâm tiện, không ngừng nhìn lên nhìn xuống thân thể của cô gái. Hà Phượng Nghi hừ một tiếng, đứng dậy ôm quyền: Phu Mạnh huynh, tiểu đệ trong nhà có việc, xin cáo từ. Nói xong quay ngoắt người bước ra khỏi phòng. Phi Yến cũng vội đứng dậy, nghi hoặc nhìn Mạnh Thiên Sở một cái rồi vội đuổi theo. Vương Bộ Đầu vội nói: Sư Mạnh huynh đệ, ta đi tiến họ vậy. Mạnh Thiên Sở xua tay: Không cần đâu, hiện giờ bốn biển thanh bình, Hàng Châu lại càng cửa không cài chốt, đường cũng không đâu xa, sợ cái gì, để tự họ về đi, chúng ta uống rượu tiếp. Nói xong tự rót chung rượu đầy, nâng chung uống cạn. Vương Bộ Đầu cũng vội vã uống cạn một chung. Tiểu cô nương đó rót rượu cho hai người. Vương Bộ Đầu vội cười nói với Mạnh Thiên Sở: Mạnh huynh đệ, à chiếc phôi này không biết hát, hay là gọi thứ bà đổi một người khác đi. Mạnh Thiên Sở chọc cho Hạ Phượng Nghi tức giận chạy đi xong, lòng ít nhiều cũng có chút gì đó như mất mát, xua tay: Ta chọc cô ta chơi thôi. Xong chuyển thân nói với nữ tử: Cô qua bên ghế kia ngồi, các người biết đàn cái gì thì cứ đem hai khúc hay nhất ra đàn nghe thử. Cô gái ấy nghe Mạnh Thiên Sở không đòi hát bài Thập Bát Mô nữa, mới yên tâm ôm đàn tỳ bà, gảy đinh đinh đông đông, hắng giọng vừa đàn vừa hát, lời hát luyến lái du dương như chim bay về tổ. Mạnh Thiên Sở không có nghiên cứu gì về loại đàn ấn nguyệt này, nhưng nghe nàng đàn hát cảm thấy toàn thân thư thái, thoải mái vô cùng. Một khúc hát xong, hắn liền vỗ tay khen.
Vương Bộ Đầu nhất mực động tay chân, chiếm tiện nghi đối với tiểu cô nương kia. Chẳng nghe được chút gì về đàn hát, nhưng nghe Mạnh Thiên Sở vỗ tay thì cũng vỗ tay đôn đốp, khen hay theo, dù không biết là hay ở chỗ nào. Mạnh Thiên Sở nghe đàn hát, tinh thần sảng khoái, nâng ly rượu uống liền hai lượt. Tiếp đó, nữ tử đàn tiếp hai khúc, khúc buồn khúc vui, Mạnh Thiên Sở càng cao hứng hơn. Vương Bộ Đầu chỉ nghe mà ngủ gục, trong khi đó, nữ tử bên cạnh bán nghề chứ không bán thân, nên mặt nhăn nhó không yên. Nếu là bình thường thì Vương Bộ Đầu đã gọi tú bà đổi cô khác rồi. Nhưng đêm nay Mạnh Thiên Sở thỉnh khách lại là lần đầu tiên cùng đi ra ngoài chơi với Mạnh sư gia, không tiện đổi cô nương nên chỉ còn ráng nhịn lấy tinh thần nghe cô ấy đàn hát tỳ bà xứng ca. Nghe xong mấy khúc, Mạnh Thiên Sở đã uống liên tiếp hơn chục bôi rượu, hơi có chút say, nhướng mắt nhìn phát hiện Vương Bộ Đầu chẳng hứng thú gì, liền hạ giọng cười hỏi: "Sao vậy Vương huynh, không vừa ý cô nương này sao, hay là muốn đổi cô khác?" Vương Bộ Đầu đã bị rượu đốt nóng gần ngất người, nhìn bộ ngực cao vời của cô nương bên cạnh mà không động chạm được gì. Giờ nghe Mạnh Thiên Sở hỏi vậy, thật đúng là được lời như cởi tấm lòng, cười hề hề đáp: "Nếu như vậy thì quá tốt rồi." Mạnh Thiên Sở chỉ vào nữ tử bên cạnh Vương Bộ Đầu: "Cô đi ra, gọi má má của cô vào đây." Nữ tử ấy dường như quẳng được cánh nặng, đứng dậy nhún người chào, ôm đàn tỳ bà bước ra. Lát sau thì tú bà lúc nãy đẩy cửa tiến vào, chắp tay xin lỗi lia lịa rồi hỏi: "Đại gia, ngài có yêu cầu gì không?" Mạnh Thiên Sở nhấp một ngụm rượu, tùy tiện hỏi: "Nghe nói công tử của tri phủ Hàng Châu thường đến hoa thuyền của bà chơi, phải không?" Tú bà hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết Mạnh Thiên Sở hỏi như vậy là có dụng ý gì, ấp úng không chịu trả lời. Mạnh Thiên Sở giả vờ không hề chú ý, nói với Vương Bộ Đầu: "Xem ra chúng ta hiểu lầm rồi, tin tức này quả thật là đồn quá. Ta nói mà, công tử của tri phủ đại nhân là nhân vật cỡ nào chứ, sao lại đến loại hoa thuyền nhỏ này để chơi? Xem ra là con hoa thuyền khác tên là Ấn Nguyệt rồi, chúng ta tìm sai chỗ rồi." Vương Bộ Đầu nhất thời không hiểu dụng ý của Mạnh Thiên Sở, chỉ gật đầu theo. Tú bà ở bên cạnh mấp máy miệng nhưng vẫn không chịu nói gì. Mạnh Thiên Sở thở dài nói: "Thôi vậy, chúng ta uống xong chung rượu này rồi đi vậy, đi tìm thuyền Ấn Nguyệt chân chính nào. Ở chỗ mà ngay công tử của tri phủ đại nhân thường đến chơi thì đến nữa có ý tứ. Tính tiền đi." Tú bà thấy vụ làm ăn sắp bị vụt mất, vội nói: "Hai vị gia gia, toàn bộ Tây Hồ chỉ có hoa thuyền của chúng tôi gọi là Ấn Nguyệt thôi, không có thuyền nào khác nữa đâu." "Không đúng, ta nghe nói hai ngày trước công tử của tri phủ đại nhân có đến hoa thuyền Ấn Nguyệt đó chơi mà." "Đúng à, chiều hôm kia Kha công tử còn đến chỗ chúng tôi uống rượu cả buổi chiều đấy." "Hả? Nghe chúng ta định đi là phệ ra chuyện này hả? Muốn lừa ai vậy?" Tú bà bối rối: "Nghe nói Kha thiếu gia tối qua đã chết một cách rất ly kỳ, hôm nay lại tra xét toàn thành, sau đó lão thân không dám nói loạn." Mạnh Thiên Sở phất tay: "Sinh tử có mạng, phú quý tại trời, Kha công tử mạng đã như thế thì đó là chuyện không thể chống lại. Ta chẳng qua là muốn xác định một chút xem công tử có thật đến hay không thôi. Nhiều hoa thuyền như vậy, chúng ta cũng không biết thuyền nào là tốt. Nghe người ta nói công tử của tri phủ đại nhân thường đến hoa thuyền Ấn Nguyệt uống rượu nghe nhạc, do đó mộ danh mà tới. Chỗ mà công tử của tri phủ đại nhân từng đến chơi thì khẳng định là không tồi rồi. Còn về việc vận của cậu ta không ổn, đại hạn đổ xuống đầu thì là chuyện của cậu ta." Tú bà nghe thế tức thời yên tâm ngay: "Tôi cũng nghĩ như vậy, hôm qua Kha thiếu gia còn đến chỗ chúng tôi uống rượu xong còn đi rất khỏe, sao lại đột nhiên chết đi được chứ? Chúng tôi cũng rất kinh khủng, sợ liên lụy đến chỗ chúng tôi, sau đó vừa rồi mới không nói. Đại gia nói về Ấn Nguyệt hoa thuyền ấy chính là chỗ chúng tôi đây. Kha công tử cứ cách 5 ngày 3 bữa đều đến đây một vòng, có lúc còn ở lại nơi này." Mạnh Thiên Sở ra vẻ nửa tin nửa ngờ: "Thật có chuyện này sao? Vậy bà nói coi, cậu ta từng đến với ai? Nói đúng ta mới tin bà." "Kha công tử mang bằng hữu đến chơi hoa thuyền này nhiều lắm, ví dụ như công tử Lý Nhã Hàn của Lý Quân Chánh, Lý Đại Nhân, công tử Trần Nghị Không của Hàng Châu Phủ, nha môn đồng chi Trần Đại Nhân, công tử Lãnh Văn Phong của Hàng Châu Thiên Hộ Sở, Lãnh Thiên Hộ, rất nhiều à." Thật là nồi nào úp vung đấy, những kẻ thường lai vãng với Kha chủ đều là nhân vật con nhà quan hoặc là đại hộ cả. Mạnh Thiên Sở gật gù: "Bọn họ chọn món ăn gì vậy?" Câu hỏi này rất lạ, tú bà nghi hoặc liếc nhanh Mạnh Thiên Sở: "Đều là những món nhắm nhỏ, giống như các món dọn ra cho các vị hôm nay vậy. Lên hoa thuyền chơi có ai đi ăn uống thưởng thức gì đâu, đều là tìm đến cô nương cả thôi. Do đó hoa thuyền chúng tôi không có nhiều món ăn, chỉ có 3-4 loại rau thịt, những món đó đều dọn lên cho các vị rồi." Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, người đến Ấn Nguyệt hoa thuyền này chơi không ít,
chỉ có kha chủ là trúng độc mà chết. Hiển nhiên không phải trong rượu thịt ở đây có độc, mà là bị người nào đó hạ độc rồi. Hắn hỏi, hôm qua có ai mang theo món ăn khác không? Đại gia coi ngài nói kìa, sao lại có người mang thức ăn lên hoa thuyền để dùng chứ? Bọn họ ở trên thuyền lâu không? Mạnh đại gia, sao lại cứ hỏi những vấn đề này vậy? Tú bà dường như bắt đầu hoài nghi. Vương Bộ Đầu trừng mắt, hỏi ngươi cái gì thì cứ thật thà mà trả lời đi. Tú bà giật nảy người, chỉ ngồi một chút chưa được một thời thần là đi liền rồi. Vậy khi nào thì đi? Cậu ta chọn cô nương nào? Mạnh Thiên Sở hỏi đến chỗ quan trọng, nhìn chừng vào mắt Tú bà. Giờ ngọ đến ăn cơm, lúc đó chỉ có cậu ấy và công tử Lý Nhã Hàn của Lý Đại Viên Ngoại thôi. À đúng rồi, Lý Nhã Hàn là biểu ca của Kha công tử, chọn cô nương hiện đang hầu các vị đây, không đòi ai khác nữa, uống rượu một chút rồi đi ngay. Mạnh Thiên Sở nhìn qua cô gái bên cạnh cười ha ha, quả đúng là xinh. Hắn kể bảo, vậy được rồi, xem ra bà đối với Kha công tử quá quen thuộc. Được rồi, nếu như là chỗ mà cậu ta đến, xem ra không tệ. Vị huynh đệ này của ta đối với cô nương bà đưa tới không vừa ý, muốn tự đi chọn, bà mang huynh đệ ta đi chọn đi. Tú bà cười hi hi đáp ứng. Vương Bộ Đầu nghe lời này vội vã cười vui, đứng dậy cảm ơn Mạnh Thiên Sở, xong theo sát Tú bà ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại Mạnh Thiên Sở và tiểu cô nương ca hát lúc nãy. Mạnh Thiên Sở liền hỏi, cô tên là gì? Thiếp tên Liên Y. Liên Y? Liên Y có nghĩa sóng biếc gợn lăn tăn. Tên đẹp lắm, rất có ý tứ. Chiều hôm qua cô có hầu qua Kha công tử đúng không? Liên Y khẽ gật đầu. Nghe nói vị công tử ấy tối hôm qua đã chết rồi. Đúng vậy, cô kể lại sự tình hôm qua được không? Dạ. Liên Y cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, trưa hôm qua Kha công tử và Lý công tử đến hoa thuyền của chúng tôi. Họ thường đến đây nên má má rất quen thuộc, trực tiếp dẫn đến phòng khách cách vách đây. Nói chuyện một lúc xong thì gọi rượu thịt. Tôi lên đàn hát thì bà hai khúc, không đến một thời thần thì đi. Cô nghe họ nói với nhau cái gì không? Bọn họ vào nhã gian nói chuyện trước, nói một hồi thì mới gọi tôi vào, do đó không nghe họ nói với nhau cái gì. Lý công tử đó có phải là biểu ca Lý Nhữ Hàn của Kha công tử hay không? Liên Y gật đầu. Cha cả nửa ngày cuối cùng manh mối tập trung ở chỗ Lý Nhữ Hàn. Ngày mai tang lễ lo liệu xong, chôn cất hẳn hoi, phải lập tức tiến hành điều tra họ Lý này. Những gì cần hỏi đã hỏi xong, Mạnh Thiên Sở uống liền mấy chung, nhưng một mình uống không hứng thú gì, liền hỏi Liên Y, ê, cô biết uống rượu không? Cô gái vội lắc đầu, nhưng thấy Mạnh Thiên Sở tỏ vẻ thất vọng như vậy, liền hơi gật đầu. Mạnh Thiên Sở vui mừng nói, vậy được, cô uống với ta hai chung, vừa rồi hát mệt rồi, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Cô gái cảm kích gật đầu, đặt đàn tì bà xuống, ngồi cạnh Mạnh Thiên Sở, tự rót cho mình chung rượu. Đại gia, thiếp thân kính ngài một chung. Được được. Mạnh Thiên Sở cầm chung rượu lên, cùng với nàng ta một chung, uống cạn. Cô gái uống cạn chung này lại rất để lại cho hai người. Mạnh Thiên Sở dương cặp mắt say, kèm nhèm nhìn chằm chằm vào cô gái. Ê, cô ngồi sát cạnh ta, không sợ ta khi nhục cô sao? Cô là cô gái trong sáng, bán nghề không bán thân mà. Ngay cả bài thập bát mô cũng không biết. Cô gái e thẹn cười. Đại gia không phải là loại người đó. Vậy à, sao cô biết vậy? Ta là Đại Sắc Lang, nổi tiếng Hàng Châu đó nha. Cô gái lắc đầu khẳng định. Tuy thiếp thân đến hoa thuyền chưa lâu, nhưng người đến là thuộc dạng nào thì thiếp thân vẫn có thể nhận ra. Vừa rồi đại gia yêu cầu thiếp thân hát bài thập bát mô, sờ sờ gì đó, chính là muốn dùng khúc hát đó mà cố ý chọc tức hai vị cô nương vừa rồi, không phải có lòng muốn nghe. Mạnh Thiên Sở chua xót vô cùng, cố gượng cười nói. Nói bậy, ta chọc tức hai người họ gì chứ? À đúng rồi, sao cô lại biết hai người họ là nữ? Lời vừa nói ra, đáp án đã đến trong đầu. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều là mỹ nữ, đặc biệt là Hạ Phượng Nghi hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, mỹ diễm vô cùng. Nếu giả trang thành nam nhân thì giả thế nào cũng không thể giấu được cái đẹp dịu dàng của nữ tử. Tú bà có thể nhìn ra thì cô gái nhỏ hát đàn này đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Cô gái không hồi đáp, chỉ nhoẻn miệng cười, lại kính Mạnh Thiên Sở thêm một bôi, nhỏ giọng hỏi, đại gia và hai cô nương đó tức nhau phải không? Thôi thôi, đừng nhắc tới họ nữa, cô đàn tì bà cũng không tệ. Vậy Liên Y đàn cho đại gia nghe một khúc nha, chịu không? Được được. Mạnh Thiên Sở nhướng mắt mông lung nhìn ra ngoài, chỉ thấy vầng trăng nghiêng trên bờ nước, ánh trăng chiếu dịu dặt trên mặt hồ, nhớ tới bài Nhị Tuyền Đánh Nguyệt của nghệ sĩ mù A Bình, không khỏi dậy lên nỗi buồn u uẩn, tùy tiện hỏi, cô biết gảy đàn cò không? Đàn cò? Là hồ cầm đấy. À dạ biết.
Vậy được, ta dạy cô một khúc, cô kéo thử xem. Lenny vui mừng nói, được, thiếp thân lấy giấy bút ra ghi. Văn nhân mặc khách thường đến chơi hoa thuyền, rất nhiều văn nhân rất thích cấp cho những gái bán nghệ này những phẩu khúc tả từ. Do đó Lenny cũng không cảm thấy kỳ quái, nhanh chóng lấy giấy bút ra, còn mang theo một cây hổ cầm. Nhị Tuyền Ánh Nguyệt là khúc nhạc mà Mạnh Thiên Sở thích nhất thời còn ở đại học. Sau khi tốt nghiệp, công tác bận bịu vô cùng, cho nên thỉnh thoảng mới nghe. Chỉ có điều khúc này quá dài, hắn chỉ nhớ được một phần ngâm nga để trợ tiểu hứng, chứ hát thì không được. Do khách nhân đến chơi hoa thuyền có một phần lớn đều là kẻ văn nhã nửa mùa, những nhạc phổ lời ca hầu hết đều rất tệ. Tuy Lenny rất có hảo cảm với Mạnh Thiên Sở, nhưng cũng không nghĩ hắn sẽ ngâm nga ra từ khúc nào hay, cho nên khi Lenny bắt đầu ký lục, phần lớn là vì lễ mạo mà làm, cũng không coi nó là thật. Tuy nhiên khi nghe xong một hồi, thần tình bình thản trên mặt từ từ biến thành sự vui mừng chen lẫn sùng kính. Lenny ghi lại ca khúc của Mạnh Thiên Sở xong, bản thân nhẹ hát qua một lượt, sau đó cầm đàn nhị hồ vừa nhìn bài hát vừa kéo theo. Mới đầu tiếng đàn có vẻ ngượng ngập, nhưng dần dần thành thạo hơn. Mạnh Thiên Sở căn cứ vào ấn tượng của mình chỉ đạo cho nàng điều chỉnh tiết tấu nhanh chậm, qua một lúc thì nghe hay dần lên. Mạnh Thiên Sở nhắm mắt hân hưởng khúc đàn cò động lòng người này, uống hết chung này đến chung khác, chợt nghe ngoài cửa ẩn ước có tiếng khóc truyền vào. Mạnh Thiên Sở cả kinh gọi với ra, là ai ở ngoài đấy? Là chúng tôi. Cửa bị đẩy ra, Hà Phượng Nghi chậm bước tiến vào, phía sau là Phi Yến, hai người đã khóc mắt nhòa lệ. Hai người không phải là về rồi sao? Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi. Phi Yến đáp, chúng em căn bản không đi đâu cả, mà chủ lo thiếu gia uống say không người chiếu cố. Chúng tôi ở ngoài chờ thiếu gia, vừa rồi lời người nói mợ chủ và em đều nghe được hết. Thiếu gia, sao người lại cố ý chọc tức mợ chủ như vậy? Chọc cái gì mà chọc, hai người nói cái gì mà ta nghe chẳng hiểu cả. Hà Phượng Nghi bước tới trước mặt hắn. Ta hiểu lầm huynh rồi, thì ra là huynh đi tra. Nàng định nói thì ra là hắn đi tra án, nhưng nói được phân nửa thấy Mạnh Thiên Sở khẽ lắc đầu, vội vã dằn lời lại, ngừng một chút áy náy nói, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm rồi, huynh là một chính nhân quân tử. Hà, thôi cho ta xin. Mạnh Thiên Sở xua tay, đừng có dùng loại lời này bắt bí ta, gặp phải cô nào thích hợp ta cũng động tâm vậy thôi. Phi Yến trách, còn giả vờ cái gì nữa, nếu thiếu gia là loại người đó, vừa giờ chúng tôi không có mặt, vương bộ đầu cũng không có, thiếu gia đã sớm động thủ rồi. Nam nhân tìm cô nương không nhất định là người xấu, đại tử nhân Liễu Vĩnh còn thường lăn lộn chốn liên hoa kia kìa, người ta chẳng phải là lưu danh trong đời đó sao? Hơn nữa người xấu chưa chắc là đã phải đi tìm cô nương. Làm gì có. Phi Yến cự nữ nhưng thần tình vô cùng cao hứng. Mạnh Thiên Sở thấy bọn họ trở lại vô cùng cao hứng, không muốn châm chọc họ nữa, liền bảo, được rồi, nếu như đã trở lại thì ngồi xuống uống rượu thôi. Hạ Phượng Nghi lấy một khăn tay nhỏ khẽ lau lệ, tự rót cho Mạnh Thiên Sở một chung rượu, rồi cầm chung rượu của mình lên nói, thiện thiếp kính phu quân một bôi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhất bực nghe trộm ở ngoài, đã biết Lenny nhận ra hai người là nữ, trong phòng cũng chẳng có người ngoài nên không che giấu thân phận gì nữa. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, tiếp lấy chung rượu uống cạn. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cũng uống theo. Mạnh Thiên Sở đưa tay áo lau lệ cho Hạ Phượng Nghi. Cô nàng khờ, khóc cái gì? Tiện thiếp vừa rồi nghe tướng công dạy cô nương này kéo hồ cầm, khúc nhạc đó thập phần thê lương bi thảm, trong lúc thương cảm mới. Phi Yến cũng nói, thiếu gia thật không ngờ người tùy miệng hát lên một khúc mà tuyệt vời như vậy, em còn tưởng người chỉ biết có phá, hí hí. Mạnh Thiên Sở không muốn kiếp công sức của người, lắc đầu nói, khúc này không phải ta sáng tác đâu, là ta lúc còn trẻ nghe một vị cầm sư mù lòa kéo cho nghe, nhớ lại đó thôi. Lenny nhất mực nghe bọn họ nói, lúc này nhịn không được liền hỏi, vậy vị cầm sư mù lòa đó đâu rồi? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, hãy chờ mấy trăm năm nữa đi thì ở Tây Hồ này đây là gặp ông ta chứ gì. Nhưng hắn thở dài một hơi buồn bã lắc đầu. Đột nhiên Mạnh Thiên Sở hít mũi, người thấy một mùi u hương. Lúc trưa hắn cũng nghe được mùi u hương này từ người tả giai âm, lên đứng lên nhìn tứ phía. Hà Phượng Nghi thấy bộ dạng của Mạnh Thiên Sở như vậy cũng đứng lên nhìn quanh. Thông qua cửa sổ đột nhiên nhìn thấy một thanh niên nam tử tuấn tú đang đứng bên thuyền nhìn qua, tướng mạo vô cùng quen thuộc nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu. Mạnh Thiên Sở không hề phát hiện ra người này, liền hỏi, nương tử nàng ngửi được mùi gì không? Hà Phượng Nghi chưa kịp định thần liền đáp, không có. Mùi vị gì? Mùi rất thơm, nàng không ngửi được sao? Gió nhẹ thổi tới,
hương vị lại theo gió bay đến, đó là một mùi hương rất đặc biệt. Đang nói, nam tử tuấn tú đó đã bước lên thuyền, đi ngang qua chỗ bọn Mạnh Thiên Sở ngồi, nhìn thấy Hạ Phượng Nghi khẽ nhuận miệng cười, phất quạt lên che mặt mình lại, rồi quay qua nhìn Mạnh Thiên Sở một cái mới bỏ đi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới phát hiện, hắn nghi hoặc nhìn Hạ Phượng Nghi, đột nhiên bật cười. Hạ Phượng Nghi không hiểu, nhìn lại hắn. Chàng cười cái gì? Không có gì, không có gì. Mạnh Thiên Sở nhất mực chú ý nam tử đó đi qua khỏi phòng của mình, đi lên tầng 2. Tầng 2 là chỗ diễn tuồng, lúc này đã nghe nhạc khí nổi lên, Mạnh Thiên Sở cười nói: "Đi, chúng ta lên trên đó xem." Xong chậm bước rời khỏi phòng, ra cầu thang lên tầng đỉnh. Bên trên có mấy du khách ngồi, phần lớn là thư sinh phe phẩy quạt. Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn thiếu niên lúc nãy đang ngồi trên hàng đầu gần sân khấu, phía sau còn có hai đại hán vai to eo chắc. Số du khách đã đủ, hoa thuyền cuối cùng cũng rời khỏi bến. Đoàn kịch bắt đầu lục tục mang nhạc khí cùng các vật kiện dọn lên sân khấu. Xem ra buổi diễn xuất sắp bắt đầu. Bọn bóng rùa mời gọi Mạnh Thiên Sở ngồi phía sau vị công tử xinh đẹp đó không xa. Lại qua một lúc, đoàn kịch bắt đầu sướng hí khúc. Trên Tây Hồ mênh mang, gió đêm nhẹ nhẹ thổi, cơn nóng tan ngay. Mạnh Thiên Sở cảm thấy tinh thần sảng khoái, đưa quạt chỉ vào các diễn viên đang hát ia trên sân khấu cười bảo: "Đây quả là độc tiếu huân phong canh đa sự, cường khiếu tây tử vũ nghê thường." Vị công tử tung tăng kia dường như xem ra rất thích thú, không ngừng vỗ tay khen hay. Lúc này Vương Bộ Đầu đã làm xong chuyện trở lại, tìm được Mạnh Thiên Sở liền cùng ngồi xuống uống rượu xem hát. Đoàn hát này diễn tuồng có vẻ không hợp ý với y, cho nên y cứ mời Mạnh Thiên Sở uống lia lịa. Tuồng này được hát diễn đến canh ba thì công tử kia mới đứng dậy, chậm bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, nhìn hắn một cái rồi cười khanh khách cúi đầu xuống cầu thang. Mạnh Thiên Sở không còn hoài nghi gì nữa, đứng dậy gọi: Tả công tử, xin dừng bước." Hắn đuổi theo đến cửa cầu thang, thấy thiếu niên kia vẫn đứng trên thang lầu, ánh mắt long lanh tùm tìm cười nhìn hắn. Đó chính là Tả Giai Âm, cô chủ của Chi Vị Quán. Mạnh Thiên Sở bước xuống thang lầu, nhìn phải nhìn trái, chắp tay hỏi: "Tả trưởng quỹ, cô sao cũng đến đây?" Tả Giai Âm nhìn ra sau lưng Mạnh Thiên Sở, cười hi hi hỏi: "Sao hả? Nương tử của ngươi có thể nữ giả nam trang, ta sao lại không thể chứ?" Hạ Phượng Nghi cùng mọi người đã xuống thang theo, nghe bọn họ nói như thế, bây giờ mới chú ý thì ra là Tả trưởng quỹ. Tả Giai Âm hạ giọng nói với Mạnh Thiên Sở: "Ta phải về rồi, mọi người thì sao?" Mạnh Thiên Sở cười đáp: "Chúng tôi cũng phải đi rồi, trời cũng đã khuya." "Vậy được, cùng đi chung đi." Sau khi gọi Tú Bà tính tiền, Tú Bà phái thuyền phu dùng thuyền nhỏ đưa họ lên bờ. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở và mọi người không dùng xe ngựa, liền mời họ ngồi chung cùng về. Mạnh Thiên Sở thấy xe ngựa của Tả Giai Âm vô cùng hoa lệ, rộng rãi, thầm nghĩ cô nàng họ Tả này quả thực không phải nhân vật thường. Trong sắc đêm, Tây Hồ vẫn còn náo nhiệt phi thường, hoa thuyền tới nuôi như mắc cửi, nhìn ra xa ánh đêm trông rất mê người. Mạnh Thiên Sở đã uống say nhịn không được liền khen: "Tô Đê Xuân Hiểu thật không thẹn là đứng đầu Tây Hồ thập cảnh, rất tiếc mãi bận bịu chuyện thế tục, không thể rảnh rang du ngoạn được." Tả Giai Âm nháy mắt: "Trong cái vội lén có cái rảnh rang, tận dụng vui chơi mới tận hứng, hay là ngày mai chúng ta tiếp tục đi Tô Đê du ngoạn thế nào?" Hạ Phượng Nghi vỗ tay trước hết: "Quá tuyệt rồi, nàng ta suốt ngày ở trong nhà, đang muốn kiếm chỗ đi chơi cho khuây khỏa." Mạnh Thiên Sở thầm ngầm nghĩ, nhớ lại ngày mai là ngày hạ táng của Kha chủ, con trai Kha Chi Phủ, không tiện tìm bọn họ điều tra ngay, chờ đến chiều thì hay hơn, cho nên gật đầu nói: "Được, xem ra ngày tiếp theo, theo ngày chúng ta hãy chơi cho tận hứng." "Vậy được, nhất ngôn vi định, ngày mai thiếp thân đây đưa xe ngựa đến tiếp các vị." Xe ngựa tĩnh lặng chạy trên đường lớn, đến một chỗ cách huyện Nha, huyện Nhân Hòa khoảng không xa thì Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xuống. Hắn bảo Tả Giai Âm ngày mai đến đón ở đây, vì không muốn Tả Giai Âm biết mình là người trong nha môn. Tả Giai Âm cũng không hỏi nhiều, mỉm cười vẫy tay ngồi xe ngựa chạy mất. Sáng ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở thức dậy được Phi Yến hầu hạ tẩy rửa xong, dặn dò Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý công vụ, sau đó mang Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ra cửa chuẩn bị cùng đến gặp Tả Giai Âm đi Tô Đê. Vừa ra cửa nha môn, Mạnh Thiên Sở giật nảy mình vì thấy trong nội nha quỳ một đội binh sĩ. Vị đầu tiên chính là Hồ Tiểu Kỳ, phụ trách lập trạm tra xét thu tiền bảo chứng ở cổng thành hôm qua. Trên đầu tay của y đầy dấu roi, y phục trên người rách bươm, xem ra vừa bị đánh một trận nên thân. Những binh sĩ khác cũng bị đánh khắp người đầy thương tích. Hồ Tiểu Kỳ nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bước ra liền quỳ bò tới mấy bước, dập đầu bình bịch.
Mạnh sư gia, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm lão gia người. Lão nhân gia người, đừng trách tiểu nhân, thỉnh tha thứ tội. Nói xong, móc từ trong người ra một túi tiền, đổ hết bạc từ trong tay ra, lớn nhỏ hơn 10 khối. Sư gia, đây là tiền bảo chứng thu ngày hôm qua, xin hoàn trả lại cho ngài. Mạnh Thiên Sở tức thì minh bạch, tối qua hắn tố cáo cho chi phủ Kha đại nhân chuyện thu tiền bảo chứng, bóc lột dân lành. Kha đại nhân lập tức kéo đám người này ra đánh cho một trận nên thân. Hôm nay vừa sáng đã bảo bọn họ đến xin lỗi hắn, xem ra thì chi phủ khá xem trọng hắn. Chuyện này cũng chả trách, con trai ông ta chết rất ly kỳ, hiện giờ đã rõ trung độc mà chết, rất có khả năng là bị người ta mưu sát. Bắt được hung thủ chính là điều chi phủ hy vọng nhất, cho nên trước mặt chuyện này chỉ là dựa vào một mình Mạnh Thiên Sở, ông ta cũng phải biểu hiện một chút để Mạnh Thiên Sở hà lòng hà dạ. Thấy Vương Bộ Đầu đang đứng ở bên xem náo nhiệt, Mạnh Thiên Sở liền cười nói: Bộ Đầu, hôm qua ông ra tiền bảo chứng, hôm nay người ta đã đem trả về, ông lấy về đi. Vương Bộ Đầu hôm nay cũng cùng Mạnh Thiên Sở đi chơi tô đê, do đó vẫn mặc y phục thường như cũ, nhưng ông ta cũng mang theo yêu bài. Nghe xong liền bước tới đưa ra yêu bài của Bộ Đầu cho Hồ Tiểu Kỳ xem. Quân gia, hãy xem cho kỹ đi, ta là Bộ Đầu của nha môn Nhân Hòa huyện. Hồ Tiểu Kỳ cười cầu tài nói: Không cần xem, không cần xem đâu, tỉnh Bộ Đầu thu lại tiền bảo chứng đã thu hôm qua. Y đưa bạc trong tay ra trước mặt Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu cũng không khách khí, cầm lấy số bạc vụn nặng khoảng một lượng đút túi. Hồ Tiểu Kỳ hai tay nâng một số bạc vụn, quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở: Tiểu nhân hồ loạn thu tiền bảo chứng, chi phủ đại nhân đã phạt nặng chúng tiểu nhân, tiểu nhân biết sai rồi, đặc biệt đến trả lại ngân lượng. Mạnh Thiên Sở nói: Bạc của chúng ta đã thu về rồi, đây ắt là bạc của các ngươi, thu của bá tính, ta thấy các ngươi không có giấy biên nhận gì, các ngươi làm sao trả lại đây? Chi phủ đại nhân đã dặn rồi, bảo bọn tiểu nhân đến cửa thành dán bố cáo trả bạc, tìm được chủ thì viết giấy trả cho người, trong vòng 3 ngày không tìm thấy thì xung công. Vậy được rồi, các ngươi mau đi đi, bỉ nhân còn có chuyện cần làm. Hồ Tiểu Kỳ luôn miệng đáp ứng, bỏ dậy mang theo đám sĩ tốt ủ rũ bỏ đi. Vương Bộ Đầu đã giao ban, mang theo tiểu bộ khoái Tống Tửng Vũ, mặc đồ thường cùng cả nhà Mạnh Thiên Sở rời khỏi nha môn đến chỗ đã hẹn. Hai chiếc xe ngựa của Tả Giai Âm đã đậu ở đó chờ không biết từ khi nào. Thấy Mạnh Thiên Sở cùng mọi người từ xa đi đến, Tả Giai Âm bước xuống xe ngựa, hai mắt tít lại cười e thẹn. Gió phất yếm bồ đào, ánh mắt trời xuyên qua váy màu thạch lựu, nhìn mỹ lệ vô cùng. Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm cùng lên xe. Vương Bộ Đầu và Tống Tửng Vũ cùng hai đầy tớ của Tả Giai Âm mang theo lên một xe ngựa khác. Không bao lâu sau, xe ngựa đã đến Tô Đê. Khí trời mát mẻ trong veo, người du ngoạn cũng rất nhiều. Vừa xuống xe, mọi người đến một mái đình che mát ở cửa đê. Một lão bà mang một làn trúc đi tới, mỉm cười chào mời bọn họ: Các vị đại gia và cô nương, hãy mua kẹp tóc và châm đi, đều là do tôi tự làm đấy, còn có đế lót giày và túi tiền nữa. Mạnh Kim Sở thấy Hạ Phượng Nghi rất hứng thú bước đến xem. Tả Giai Âm thấy Hạ Phượng Nghi đến xem hàng cũng tiến lên xem náo nhiệt, và thế là hắn cũng bám theo. Quét mắt nhìn qua, hắn đều thấy là những món rất thô, chỉ hợp cho những nông phụ tình lẻ. Hạ Phượng Nghi nhìn qua không phát hiện món gì hay, định bỏ đi. Tả Giai Âm không ngờ lại nhìn một cái châm không rời mắt. Mạnh Thiên Sở chồm tới xem, phát hiện cây châm này tuy làm không khéo, nhưng ở đầu châm có khắc một chữ âm. Mạnh Thiên Sở cười nói: Xem ra là chuyên môn làm cho Tả cô nương, tuy không phải là món quý hiếm gì nhưng cũng khó gặp, nếu như cô nương thích, Mạnh Mỗ xin mua tặng cô nương thế nào? Tả Giai Âm cũng thoải mái, đầu mày cuối mắt cười cười: Có người tống tặng, tự nhiên không có lý gì cự tuyệt rồi, vậy xin đa tạ. Mạnh Thiên Sở cười cười móc tiền ra trả. Tiếp tục đi dạo, mọi người tìm được một chỗ cỏ xanh mát mẻ ngồi. Người làm ở trị vị quán và Tả Giai Âm mang đồ ăn bày ra, các món vô cùng phong phú. Hạ Phượng Nghi khẽ phe phẩy quạt nói: Chúng ta cùng Tả cô nương vốn không quen biết, thế mà cứ để Tả cô nương tiêu phí, thật là khó coi quá. Mạnh Thiên Sở cũng phụ họa. Tả Giai Âm cười nói: Khách khí rồi, nghe khẩu âm của phu nhân thì dường như là người ở kinh thành thì phải. Hạ Phượng Nghi cười cười lắc đầu: Quê của ta không ở kinh sư, nhưng cha ta nhất mực làm quan ở kinh thành, ta ở kinh thành lâu rồi nên khẩu âm cũng biến theo. Tả Giai Âm à lên một tiếng: Gia phụ trước đây cũng làm quan ở kinh thành, lúc đó Giai Âm còn nhỏ, mẫu thân lo là đường xa khó nhọc không cho ta đi. Hiện giờ gia phụ đã cáo lão về quê rồi, kinh thành cũng không có chỗ đi, rất may là nhận thức các vị,
Dây âm cũng cảm thấy rất có duyên với mọi người, sau này đến kinh thành cũng có chỗ vui lây. Lệnh tôn đã từng làm quan ở kinh thành sao? Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ hỏi. Dây âm gật đầu. Gia phụ trước đây đã từng nhậm chức thiếu khanh ở đại lý tứ. Nói xong đứng dậy, gió nhẹ thổi qua y phục của nàng, Mạnh Thiên Sở liền ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Vậy ư? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, thầm nghĩ thật không ngờ Tả Giai Âm tuổi nhỏ vậy thì phụ thân xem ra cũng ở tuổi tráng niên, thế mà đã làm quan đến tứ phẩm rồi, sao lại vội nghỉ hưu thế này? Vậy cô và mẫu thân sao không đến đó? Hạ Phượng Nghi chân lời hỏi. Tả Giai Âm chỉ hơi cười cười. Mạnh Thiên Sở phát hiện nét mặt nàng hơi khó coi, xem ra có ẩn tình. Đột nhiên từ xa có một người chạy tới, thở phì phò nói: Tiểu thư, tiểu thư, lão gia lại bệnh nữa rồi, phu nhân gọi tiểu thư mau về. Tả Giai Âm cả kinh: Bệnh trầm trọng không? Gọi Lang Trung chưa? Nặng lắm, đã gọi Lang Trung rồi. Mạnh Thiên Sở vội nói: Tả cô nương, nếu có chuyện gấp xin về trước, coi sóc lệnh tôn đi, chúng ta đến Tô Đê vào ngày khác cũng không muộn. Tả Giai Âm tái hẳn mặt, gật đầu cảm ơn, lưu lại một chiếc xe ngựa và hai người làm của chi vị quán để chiếu cố cho Mạnh Thiên Sở, còn bản thân thì vội cùng gia nhân còn lại lên xe bỏ đi. Hạ Phượng Nghi nhìn theo bóng Tả Giai Âm dần khuất, nói với Mạnh Thiên Sở: Phu quân, chàng vừa rồi đề cập đến phụ thân của cô ta, xem có vẻ như đụng đến nỗi đau của cô ấy, xem ra vẻ mặt của cô ấy không dễ coi chút nào. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, hơi suy nghĩ nhìn theo xe ngựa. Lúc này một hỏa kế của chi vị quán cười hề hề nói: Mạnh gia, xin đừng vì sự thất lễ vừa rồi mà cổ trách cô nương của chúng tôi. Mạnh Thiên Sở cười đáp: Nói gì vậy chứ, đúng rồi, các người sao không gọi Tả cô nương là trưởng quỹ mà gọi là cô nương vậy? Là cô nương dạy đấy. Cô nương của chúng tôi từ 13 tuổi đã giúp phu nhân lo liệu tiểu lâu, thường đối rất tốt với bọn thủ hạ chúng tôi. Mới lúc đầu, những gì không biết, cô nương thường bỏ thân phận tiểu thư mà hạ mình hỏi han, học hỏi. Sau đó không cần tới nửa năm, đã hoàn toàn không cần phu nhân ở bên cạnh mà một mình lo liệu hết mọi chuyện làm ăn. Thần tình của tiểu nhị khi nói xem ra có vẻ rất tự hào. Vậy lão gia của các ngươi làm quan ở kinh thành, sao lại không mang theo lão phu nhân và Tả cô nương của các ngươi đi cùng? Mạnh Thiên Sở lại hỏi. Tiểu nhị nghe Mạnh Thiên Sở hỏi vậy, biểu tình có coi y hệt với Tả cô nương vừa rồi, ấp úng mãi không thôi. Chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì đó? Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ nhìn qua Hạ Phượng Nghi bên cạnh. Hạ Phượng Nghi nháy mắt ra hiệu cho hắn, hắn liền không hỏi tới nữa. Hạ Phượng Nghi ngồi trên cỏ bảo: Phu quân, chúng ta hay là ngày khác cùng đi chơi với Tả cô nương đi. Hôm qua thiếp không nghỉ ngơi tốt, hiện giờ lại nổi gió, hay là về đi thôi. Được rồi, vậy hay về trước thôi. Mọi người trở về nha môn, Mạnh Thiên Sở gọi Vương Bộ Đầu lại, dặn dò vào tai mấy câu. Vương Bộ Đầu vội bỏ đi. Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi: Các người lén lén lút lút cái gì đấy? Mạnh Thiên Sở đáp: Tả Giai Âm này có vẻ kỳ quái, cô ta cũng vì chuyện của Hồ Tiểu Kỳ trong tiểu quán mà quen biết chúng ta. Theo lý thì không cần phải ân cần với chúng ta như vậy. Tối hôm qua gặp nhau trên hoa thuyền, ta cảm thấy dường như không phải là sự tương ngộ ngẫu nhiên, dường như Tả Giai Âm này đang theo dấu chúng ta. Tối hôm qua cô ta lại mời chúng ta đi chơi Tô Đê, quả là rất kỳ quái. Phi Yến ở bên cạnh cười nói: Có gì mà kỳ, nô tỳ không phải là nói trước rồi sao? Tả cô nương người ta nhìn chúng thiếu gia rồi. Nói bậy cái gì đấy? Mạnh Thiên Sở trừng mắt nhìn cô bé. Vừa rồi Tả Giai Âm lại có chuyện, sau đó ta mới phái Vương Bộ Đầu đi thám thính tình hình của Tả gia. Phi Yến cười hi hi nói với Hạ Phượng Nghi: Mợ chủ, việc chúng ta cần lưu tâm là đừng đối tốt với thiếu gia quá. Vì sao? Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi. Coi chừng người ta phái bộ khoái điều tra mợ chủ chứ sao? Phi Yến và Hạ Phượng Nghi cùng cười thành tiếng. Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.